Có một số bạn là liên lạc với lại bên chăm sóc khách hàng của Học viện Bất động sản và Lò Khởi nghiệp để mà tìm hiểu về những cái khóa học, và một số bạn thì hỏi ở bây giờ ở Việt Nam thì thật giả lẫn lộn, bằng cấp thật hay bằng cấp giả, rồi làm ăn kinh doanh như thế nào, thì có giấy phép kinh doanh đồ này nọ hay không. Thì mình cũng hiểu cái tâm lý của các bạn đó rất là nhiều ha, trong hay là một ít, cũng khoảng 10-20%. Mình hiểu cái tâm lý các bạn, mình biết là các bạn lo, bạn bỏ một số tiền không có phải là nhỏ, mà các bạn cũng không biết gặp nhau online rồi gặp nhau rồi không có cái này cái kia vậy, thì các bạn cũng rất là lo lắng. Thì hôm nay mình làm video này, mình không có mục đích khoe khoang gì hết nha, mình nói lại lần nữa là không có mục đích khoe khoang, chỉ để cho các bạn kiểm chứng thôi, để các bạn hiểu là mình đã từng làm cái gì, từng học ở đâu, rồi bằng cấp như thế nào, rồi làm ăn kinh doanh như thế nào, để các bạn hiểu tí xíu ha. Mình chỉ muốn là chia sẻ thôi ha, không có mục đích khoe khoang gì hết ha. Các bạn đừng có suy nghĩ gì trong cái đầu của bạn là mình có mục đích khoe khoang ha. Nếu bạn nghĩ đó là mục đích khoe khoang, bạn bị ý nghiệp á, rồi còn bạn nói ra hoặc là bạn đánh máy, bạn làm anh hùng bàn phím, bạn chửi tới chửi lui, bạn còn bị gọi là cái đó là bạn nói ra bạn khẩu nghiệp á, còn đánh máy là bạn bị thân nghiệp nữa đó. Đó, tùy các bạn. Các bạn muốn ý nghiệp hay khẩu nghiệp hay thân nghiệp thì tùy các bạn thôi, mà cái này là mình nói trước để cho các bạn hiểu là mình không muốn làm cái video này. Nhưng mà hồi ngày xưa mình cũng đã làm một cái video, và khi đó là Quang Lê có hỏi mình thì mình mới nói thôi, chứ thật sự là mình cũng không muốn đưa cho mọi người thấy rồi khoe khoang bằng cấp học hành rồi này nọ, mình không thích mấy cái đó. Tại vì đối với mình á, cái bằng cấp nó cũng quan trọng, nhưng cái quan trọng là cái hành động của các bạn. Các bạn có người hướng dẫn và các bạn đi. Ngày xưa mình tốn hết mười mấy năm để mình đi. Từ Việt Nam mình cũng không có ai dẫn đường, ba mẹ mình cũng không chỉ mình gì hết á. Qua đây cũng không ai dẫn đường mình hết, mình tự mình mò, mình mắm, tốn rất là nhiều thời gian, công sức và mất nhiều, rất là nhiều tiền ngu. Thì nếu các bạn thích giống như mình thì các bạn cứ việc làm. Tới một lúc nào đó thì các bạn sẽ nhận ra tại sao mà tôi tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức, tốn nhiều năng lượng mà kết quả đi cũng không tới đâu hết. Còn nếu mà tới lúc đó bạn còn sức á nha, còn nếu bạn không còn sức thì bạn buông xuôi thôi. Khoảng qua 40 hoặc là qua 45 hay 50 rồi là lúc đó là bạn buông rồi đó. Tại vì lúc này là bạn thấy mệt rồi. Rồi, thôi bây giờ bắt đầu ha. Trước khi mình vào cái mình đưa cho các bạn coi một số cái bằng cấp của mình thì mình cũng nói với bạn như thế này. Đa số ngoài kia là những cái người rất là giỏi. Đa số mình không có nhận mình giỏi vậy các bạn, mình là người bình thường. Mình tự nhận mình là phó thường dân, mình là người rất là bình thường. Một cái người bình thường mà mình là phó những người đó, là mình những cái bằng cấp mình học thì mình nghĩ ai cũng có thể học được hết đó. Đối với mình là một cái người học rất là bình thường. Thì mình ngày xưa ở Sài Gòn thì mình học Bách khoa Sài Gòn thôi. Thì đó là nhất y, nhì dược, tạm được, Bách khoa. Là các bạn thấy không? Chỉ có tạm được thôi à. Nhất trường y, nhì trường dược. Đại học y thành phố, đại học dược thành phố, tạm được mới tới Bách khoa. Mình là học trường tạm được. Thấy không? Mình nói là mình là tạm, mình là phó, mình không có bao giờ là tại gì đó. Nhưng mà may mắn là khi mà mình đi học trường Bách khoa thì mình làm lớp trưởng, mình may mắn được vậy thôi. Rồi. Thì khi mình học Bách khoa đó các bạn, mình bỏ học Bách khoa giữa chừng để mình khởi nghiệp. Là sau rồi mình khởi nghiệp một thời gian mình thấy thích hợp nữa thì mình đi học tiếp lại, đi qua Úc học. Thì đó là cái quá trình ở Việt Nam của mình ha. Ở Việt Nam thì mình khởi nghiệp từ năm 17, 18, 19 tuổi, mình đi dạy thêm, mình đi bán đĩa, mình đi sửa chữa lắp ráp máy vi tính, rồi mình đi làm mấy cái việc phụ ba mẹ mình, quản lý những cái tiệm karaoke của gia đình mình, rồi phụ ba mẹ mình những cái hãng xưởng rồi này nọ đó các bạn. Đó là những cái kinh nghiệm ở Việt Nam của mình á. Rồi thì mấy bạn nào mà học những cái lớp bất động sản của mình thì sắp tới bạn sẽ được tới những cái nơi mà nhà mình cũng đang làm. Đó cho bạn thấy là cái tuổi thơ mình trải qua những vậy. Rồi hồi nhỏ mình cũng được ba mẹ mình tin tưởng để mà giao cho mình nguyên một cái xưởng để mình quản lý. Đó các bạn, là bạn phải làm sao để ba mẹ bạn tin. Đó, cái đó là cái vấn đề đó. Rồi, thì làm ăn có thất bại hay không? Có. Ba mẹ cũng mượn tiền cho mình không? Có. Rồi thất bại có thảm hại không? Có thảm hại các bạn. Những cái việc kinh doanh đĩa rồi mở cửa hàng bán đĩa rồi mở cửa hàng lắp ráp và cài đặt máy tính á, ôi mất mấy cây vàng á các bạn. Thì mình mới học ra nhiều bài học đó các bạn. Thì đó, không phải mình kể các bạn nghe là mình chỉ là những cái thành công không có đâu các bạn. Bất cứ một cái thành công nào của bạn nó phải trải qua rất là nhiều thất bại ha. Mà mình thấy cái thất bại đó mình vui, mình đón nhận cái thất bại đó là một cái niềm vui, là mình học được nhiều kinh nghiệm để mình tiến tới những cái thành công lớn hơn. Chứ không phải là thành công rồi bạn an phận, bạn không có làm tiếp để nó ra những cái thành công lớn ha. Rồi, cái đó là cái nhất mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái thứ hai, mình biết ở ngoài kia như nãy mình nói, có rất là nhiều người giỏi. Họ có thể giỏi giảng dạy, nhưng mà họ làm kinh doanh không có giỏi.
À, người ta rất là giỏi giảng dạy, à người ta giỏi giảng dạy hay lắm, động lực đồ dữ lắm, nhưng mà họ làm kinh doanh thất bại, lên thất bại xuống. À, họ làm, họ mở, họ kinh doanh khởi nghiệp, họ cũng cố gắng nhưng mà họ làm không được. À, họ làm không được, họ đi ra họ dạy. À, cái đó là một loại ha. Và cái loại thứ hai là những người dạy dạy thì không giỏi nhưng mà làm ăn kinh doanh rất giỏi. À, mình không muốn nói tên những người đó ra đây, nhưng mà các bạn, mình chia ra những cái loại thôi để cho bạn hiểu. À, những người loại thứ nhất, mình nói lại nha, loại thứ nhất là làm kinh doanh không giỏi nhưng mà dạy thì rất là giỏi. Loại thứ hai là dạy thì không giỏi, tại họ đâu có dạy đâu, họ đâu có, nhưng mà làm ăn kinh doanh rất giỏi. Bạn coi những cái ông mà tỷ phú, ông đâu có thèm dạy đó, bạn thấy không? Đó, các bạn hiểu. À, rồi rồi thì còn lại là sao? Làm được hai thứ luôn cùng lúc. À, dạy được, hướng dẫn sinh viên được, thành công được, nhưng mà doanh nghiệp của họ vẫn chạy bình thường. À, thì mình không dám nhận mình là loại thứ ba, nhưng mà mình đang ở trong loại thứ ba đó các bạn. À, mình làm được, mình đã làm kinh doanh rất là nhiều năm rồi, thất bại te tua mười mấy lần thất bại. À, nhưng mà có ngày hôm nay vẫn kinh doanh vẫn bình thường các bạn. À, vẫn đầu tư kinh doanh và hướng dẫn những các bạn ở Úc có, ở Việt Nam có. Thì bạn coi những cái fanpage như Michael Tâm Nguyễn của mình, và mình ngoài ra mình còn có dạy thêm tiếng Anh để giúp cho các bạn trưởng thành, giúp các bạn đi qua Úc này để làm việc, đi qua Úc để học, đi qua Úc để xin, có thể xin học bổng 100% cho các bạn luôn. À, đối với các bạn nào học giỏi và các bạn qua Úc để thể định cư luôn đó các bạn. Những cái đó là mình làm được rồi, mình nói cho người ta biết. À, mình hiểu được cái phương pháp rồi thì mình mới nói cho người ta biết để người ta làm theo mình thôi. À, cái gì mình tốn rất nhiều thời gian, mình không muốn những cái thế hệ trẻ, những cái bạn lớn hơn mình, hoặc là những bạn bằng tuổi mình, hoặc những bạn nhỏ hơn mình, ai cũng có một cái hạnh phúc riêng của họ, ai cũng muốn gia đình và muốn cho những đứa con, những cái dòng máu của các bạn có được cái môi trường sống tốt, có môi trường để phát triển tài năng, và có môi trường để làm gì, để bạn tỏa sáng, có môi trường để các bạn tự do để làm, tự do để làm việc, tự do để sáng tạo, tự do để nói, tự do để khởi nghiệp các bạn, chứ không bị gò bó trong một cái môi trường rất là khó khăn nào đó. Đó, thì mình nói vậy các bạn hiểu ha. Rồi thì đó mình nói các bạn á, thì nếu mà các bạn chọn cái người để cố vấn cho các bạn, chọn cái người để dẫn đường cho các bạn, thì mình khuyên các bạn nên tìm cái loại thứ ba. À, bạn không cần phải tìm tới mình, không, mình chỉ nói vậy thôi. Bạn cứ ra ngoài kia, bạn kiếm, bạn tìm hiểu những thông tin trên mạng, bạn tìm hiểu những thông tin trên internet, trên Google, nó nhiều thông tin lắm. Bạn cứ tự tìm hiểu đi. Người nào mà người ta vừa làm được, người ta hướng dẫn được, và đa số học viên của họ đó là họ thành công được, và cứ thành công mỗi ngày, họ gieo hạt là có những cái thành công cứ liên tiếp đó các bạn. Đó, chứ không phải là những người thanh chém ra ngoài kia chém dữ lắm, nhưng mà thật sự thì không biết đó các bạn. Đó, tùy các bạn ha. Mình thì mình sẽ chọn những người như vậy. Và các bạn hỏi, các bạn nói mình á, à anh có còn học nữa không, anh đi dạy người ta vậy còn học không? Câu trả lời của mình là mình luôn luôn học tập các bạn. Mình có tới ba người mentor, à ba người mentor, ba người thay đổi của cuộc, làm thay đổi cuộc đời của mình các bạn. À, đó các bạn, nó nên các bạn nên tìm cho các bạn khoảng ba người đi. À, ba người về tâm linh, ba người về hướng dẫn các bạn về kinh doanh trong cuộc sống của các bạn, để khi nào bạn cần, bạn chỉ cần alo anh ơi, em có câu hỏi thắc mắc em, anh hỏi chỉ giúp em. À, khi mà bạn phải hiểu, có mình nói với bạn có bốn cái của người giàu các bạn, bốn cái là cái tứ trụ của người giàu, tứ trụ kim cương á. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là ngân hàng, cái thứ hai là doanh nghiệp, cái thứ ba là truyền thông, cái thứ tư là bất động sản. Nếu bạn còn thiếu một trong bốn này là không ổn đâu. À, bạn phải có đủ bốn cái cho mình. À, đó, à, mình nói video sau, hoặc là video mình đã nói trước rất là nhiều rồi, mình nói bạn phải có đủ bốn cái này ha. À, không có cái này thì cuộc đời của bạn nó hơi hơi khổ, hơi mệt rồi đó. À, còn nhiều bạn chỉ muốn ai đầu tư bất động sản thôi, nhưng mà doanh nghiệp của bạn đâu, không có doanh nghiệp thì sao mà nó hỗ trợ bất động sản của bạn được đó. Còn muốn có doanh nghiệp thì phải có ngân hàng đằng sau backup, muốn có ngân hàng, à coi các bạn truyền thông của bạn như thế nào, có nhiều người theo dõi bạn không, à bạn là ai trên cuộc đời này, con người số của bạn sao đó, mình nói sơ sơ để các bạn hiểu ha. Rồi thì đó, mình không có sĩ phỉ báng ai, mình cũng không có nói người này giỏi người kia giỏi. Mình tất cả những người ngoài kia là những người đại trí thức, những cái người cực kỳ giỏi, những cái người thiện trí thức, những cái người gọi là rất là giỏi ngoài kia. Mình không có nói bất cứ người nào đối với mình cũng có tài năng hết á. À, có những người mà các bạn thấy là, à ví dụ như là mấy cái Alibaba đó, mình cũng chứ dù họ làm sai nhưng mà mình thấy đâu đó họ cũng có những cái tài năng. À, có những bạn dạy IELTS mà bạn nó điểm có 5 à, 56 à, mà bạn nó nói là bạn nó được 8 để bạn nó đi dạy. Nhiều người thì không đồng ý với cái cách của bạn nó làm, nhưng mình thì mình nhìn thấy những cái điểm tích cực của người này. À, nếu mà em level em là 6 nhưng mà em dạy những học viên của em được 7, được 8 thì em là giỏi, anh bái phục em. Lý do là sao? Level bạn thấp mà bạn giỏi, dạy sinh viên giỏi, có nghĩa là ông thầy giỏi, là cô giáo giỏi. Đó, mình dạy, mình nhận định vậy thôi. À, mình sẽ tìm ra những cái điểm
tích cực nhất của ta. Mình dẹp qua biển, tất nhiên là mình thấy điểm tiêu cực rồi, nhưng mà mình bỏ qua điểm tiêu cực, mình nhìn thấy những điểm tích cực, những cái điểm sáng của người ta, và mình học hỏi họ. Chứ mình không có đi móc rồi xong rồi đi môi ruột của họ ra, rồi đi xăm soi rồi cái đời tư của họ, rồi bắt đầu chê bai. Nó đâu giúp mình giàu có và đâu giúp mình giỏi lên và đâu giúp mình được gì. Mình học được gì từ cái người ta đó? À, là mình phải coi cái điểm tích cực của người ta mình học. À các bạn ha, đừng có đi dành thời gian đi làm mấy cái chuyện không có giúp được cuộc đời các bạn đó. Tốn thời gian để chê cho người khác làm gì? Bạn nhìn lại bản thân bạn coi có được gì không mà bạn đi chê người khác. À, nên mình á, mình không có, mình chỉ phân loại thôi. À, cái người nào giỏi mình học họ giỏi. Còn ví dụ như nãy mình nói có ba loại để mà cái người cố vấn để bạn tìm á. À, cái người mà dạy giỏi thì học hỏi của họ đi, còn người nào kinh doanh họ giỏi thì học hỏi đi. Để bạn trở thành người vừa dạy giỏi hoặc là người kinh doanh giỏi đó các bạn. Chứ đâu cần phải là bạn bắt chước một hai ông đầu tiên đâu. À, bạn hãy coi cái người nào giỏi cái gì học người ta cái đó. À, rồi. Thì bây giờ tới tiết mục này là tiết mục khoe cho các bạn coi thôi, chứ gì đâu còn tiết mục nào khác đâu. Đây là mình nói lại nữa, mình không có muốn khoe cái này nha, nhưng mà tại vì có nhiều bạn nói là mình đưa cho các bạn coi đi để cho các bạn tin. À ok thôi, đưa cho các bạn coi. À đây, đây là cái này là record business name. Đây Michael Nguyễn, tên của mình đây ha. Đó các bạn thấy không, đó tên của mình đây ha, các bạn thấy không, chữ ký nè. Đó, nếu các bạn thấy ha, đó là cái nhất ha. Đây đó, cái này là cái doanh nghiệp đầu tiên của mình này, record of registration đó bạn ha. Rồi đầu tiên của mình ở Úc ha. Rồi cái này là công ty, đây là công ty của mình đó, Michael Group, mình thấy không, Michael Group mình thấy chưa, đó mình thấy chưa nè, đó Úc nè, rõ ràng Úc rồi, thấy không, đó logo của Úc để cho các bạn thấy. Rồi đó là cái này của mình là năm 2014, cái này của mình là năm 2015 đến giờ đó ha. Rồi đây là cái bằng training của mình về franchise nhượng quyền thương hiệu ở dưới gym này, các bạn coi nè, franchise training ở franchisee and franchisor luôn, là mình là quản lý rất là nhiều cái brand của ông này ha các bạn ha. Đây là nhượng quyền thương hiệu đó, mình cũng được cấp chứng chỉ từ ngày 5 tháng 3 năm 2014 đây. Đây, 2014 đây ha, chữ ký nè, chữ ký thiệt nè ha các bạn ha, chứ không phải là ấy đâu. Rồi ok đó, đây là những cái doanh nghiệp của mình ha. Thì bây giờ tới bằng cấp nhiều lắm, bằng cấp cao đẳng nhiều và đại học nhiều thôi, mình không có khoe cao đẳng đại học, mình khoe luôn thạc sĩ luôn cho nó chắc. Ok, đây khoe từng cái ha. Đây nè các bạn coi nè, đó các bạn coi đi, đó đây, đó cái bằng cấp ha, đó này người ta ký tên luôn nè, đó cho các bạn coi, đó bằng này bằng gọi là bằng MBA nè các bạn, MBA nè các bạn, đó có số luôn nè, các bạn nào muốn kiểm tra cứ đi tới mà kiểm tra. Ok đó, rồi đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi thêm một cái bằng nữa, bằng này bằng danh dự, nó được đẹp hơn mấy cái bằng khác. À nó bằng gỗ đó. Ok rồi, đây là của trường Swinburne, đường lên đỉnh Olympia, tất cả tốt nghiệp từ trường này, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Đây tên của mình đây, Nguyễn Ngọc Tâm. Đây bằng thạc sĩ luôn, MIT là thạc sĩ quản công nghệ thông tin. Đây các bạn thấy không? Cái logo này là cái logo của trường ha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn nhìn vô rõ rồi thấy cái logo. Bạn nào mà qua Úc thì mình sẽ cho các bạn coi những cái bằng thiệt như thế này. Ok. Đó, rồi. Đó các bạn, để cho các bạn thấy, để các bạn tin hơn, để các bạn không còn cái màn sương mù trong đầu của các bạn nữa, để các bạn có thể tập trung, để các bạn làm việc, để các bạn tạo ra cái kết quả cho cuộc đời của bạn, cho gia đình của các bạn. Mà cuộc đời này á, kết quả nó nói lên tất cả các bạn. Cho dù bạn có một đống bằng cấp, bạn có một đống công ty, nhưng kết quả bạn không có kinh doanh được thì cũng như không thôi. Đó các bạn, đó tùy theo các bạn ha. Rồi thì hy vọng là cái video này sẽ mang được cho các bạn những cái thứ đó, nhưng mà mình cũng thật sự là mình cũng không muốn khoe mấy cái này đâu ha. Đó, này, đóng cái này, đó, này là training với lại mình còn nữa, mình hôm nay các bạn muốn khoe tiếp. Đó, này. Và có những cái bằng cấp này. Rồi, đó, cho các bạn ha, để các bạn coi. Đó. Rồi. Thì mình sẽ để nó nằm ở đằng sau này nè. Bạn nào tới văn phòng mình sẽ gặp thấy mấy cái này. Tại ở bên Úc này muốn làm việc là phải treo mấy cái bằng này lên để mà làm việc ha, trong văn phòng. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và
Hy vọng là các bạn hãy chọn cho mình đúng cái người để người ta cố vấn các bạn, để cho người ta giúp cho cuộc đời các bạn, để các bạn không phải mất nhiều thời gian, không mất nhiều công sức, và các bạn hãy tập trung để các bạn hành động. Khi mà các bạn tin tưởng rồi, bạn tập trung, bạn hành động để ra cái kết quả. Và mình mong là nhận được sự chia sẻ của các bạn khi mà các bạn đã có những kết quả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.